Anh vẽ gấu dâu đi ạ. Em kêu cả lớp đăng ký cho anh. Ok em nhớ nha. Rồi bây giờ anh vẽ đây. Gấu bông Lotso là một trong những bé gấu được yêu thích và săn đón nhất. Ít ai biết được, đằng sau chú gấu siêu hot đó là một quá khứ vô cùng đau buồn. Lotso từng là chú gấu đáng yêu được trao tặng cho cô bé Daisy nhân dịp Giáng sinh. Từ đó Lotso và Daisy trở thành một đôi bạn thân thiết. Trong một lần ra ngoài chơi, Daisy đã bỏ quên 3 món đồ chơi bao gồm Lotso, búp bê và Big Baby, chú hề chút lô, khi cùng bố mẹ dừng lại một điểm dừng chân. Mặc dù đã chờ rất lâu, nhưng Daisy không hề quay lại để đón những người bạn này. Bạn nào là fan của gấu dâu thì để lại bình luận phía dưới nhé.